Đó, thùng lốp nè mọi người. Đó. Nóng nhỉ? Chị Vi đâu anh á? Chị Vi đây. Đây. Auto Spring. Em cảm ơn chị. Chị ơi, hôm nay anh có tin em chuẩn bị sư tử hay là Universe không? Em chuẩn rút điện thoại tôi ra tôi. Em rút điện thoại ra tôi nè. Duyên ơi. Duyên ô tô Duyên ơi. Thank you Hoping. Chuẩn rút điện thoại ra tôi là có. Đừng cười em nữa. Không mở được. Không mở được, không mở kính được, không mở được. Không mở hạn, anh khóa mẹ kia nhân đâu, anh khóa trên kia rồi. À, ok, hiểu. Anh đang ở cầu Nhật Tân cơ. Không, em thích cái thơm má cơ, Cảm ơn mọi người nha. Mấy rồi giờ này là tất cả bên trang xong rồi miền lắm. Anh để nên đi cảnh báo đấy. Đang bị thủng lốp mọi người ạ, đang bị thủng xăm rồi. Dàn nhà trai đang bị thủng xăm cho nên là ngồi hết ở cầu Nhật Tân. Thủng xăm rồi lại cảm ơn Ngọc Nhân. Hello mọi người. Cảm ơn Ngọc Nhân. Đấy. Nó cũng nai đây rồi. Dàn nhà trai đây đủ năm anh em nha, đủ dàn bê cháp nhà trai luôn này, bê cháp nhà trai đúng không, tầm cỡ là dàn bê cháp này là chỉ có thuộc dạng đỉnh luôn. Thank you Fia. Ừ, anh vẫn đang ở tầm này mà thiếu năm anh em ở đây thì chỉ có hủy đám cưới. Đúng, cảm ơn em, cảm ơn chị Kim Hoàng hủy đám cưới luôn. Cố mà không có năm anh em nào. Đúng rồi, tầm này bê cháp mà không có người bê thì làm sao mà được. Em cảm ơn chị Hà Thu. Mà dàn bê cháp này là phải gọi là thuê tiền tỷ chưa chắc đã được. Nhưng mà thuê tiền tỷ này được. Ta đập mày lâu rồi. Không, ta vứt xe xuống sông rồi. Em mà là bố của thằng Nghĩ. À không, em mà là bố thằng Nghĩ. Em cảm ơn mọi người ạ. Búng tay nữa. Thank you, Ru. Ui giời ơi, 4k điểm mọi người ơi. No, no, no. Mọi người ơi, 4k điểm. Mọi người đừng yêu cầu, mình quay ai cả. Đây là live stream của mình. Đúng rồi. Livestream của mình. Đúng ví dụ như mình thích Lương thì mình quay. Còn đúng mình rồi. Thích Tuấn Anh thì mình quay. Chứ không là mọi người có yêu cầu. Nếu mà mọi người yêu cầu thì cứ sang đấy mà xem nhá. Nói thêm bố ai hiểu. Đúng không? Mọi người nên tôn trọng mình một chút. Nha, bị thủng xăm rồi. Năm anh em em nói thật với anh. Có em có ra ngoài kia đái đừng ai quay em nhá. Nói thật đấy. Em cảm ơn San San. San San. Cảm ơn mọi người. Mọi người Follow em nhá. Em cảm ơn chị Kim Hoàng. Em cảm ơn mọi người follow mình đi mọi người ơi. Cảm ơn Ru. Thank you San San. Bên kia chơi rồi mọi người ơi. Kết nối được. Bạn đang vào màn hình mọi người bên kia chơi rồi. Chơi cũng không lại bên đấy. Cảm ơn Linh. Thank you Linh. Xe nóng không chịu nổi. Em cảm ơn chị Bella. Mọi người ơi, cứu mình với mọi người. 100k follow của chị Bella. Ui giời ơi. Linh à. Bên kia chơi rồi mọi người ơi. Thích đẹp trai mỗi tôi thì đúng trăm. Mọi người ơi, mọi người nhớ follow top donate giúp tôi mọi người. Thank you Dân Tèo. Cảm ơn em. Em giải quá anh. Tới chưa? Em giải quá anh. Luôn đi. Chấp 5.000 điểm. Bên kia khỏe quá, không chơi được. Hỏng rồi mọi người. Hỏng rồi. Muốn đồng chỉ đâu. Ôi mẹ cái ông mấy cái tin này đi sợ. Adi đẹp trai. Cốc trà sữa nhá. Cảm ơn chị Dương. Adi chăn tích. Gấp 5.000 điểm. Sao nhìn này cũng hẹn. Bấm tay đi mọi người ơi, mọi người. Bấm tay đi mọi người, bấm tay 3 lần màn hình mọi người. Bấm tay 3 lần màn hình mọi người. Happy, thank you Indonesia. Anh đang ngồi cùng con đây, con đang cảm ơn Lucido. Cảm ơn Lucido. Đây đủ năm anh em ở đây rồi. Bấm tay mọi người ơi, hello chị Thiên Bình. Có một người lên được 30k view đấy. Mọi người hãy chia sẻ được lên 30. Đừng ai quay. Không sang như thế này mà. Anh đang đi cục trăm ở giữa cầu nhà. Cho em ra về em đái cái em thấy mà đái có em trèo ra kia được không nhỉ? Trèo được đúng không? Đây có cái chai nước này nhét mẹ ấy. Đúng rồi, đây có chai nước. Điên à, chai nước thiếu đều đủ đô. Không vừa. Đồ đi. Không phải không vừa mà na. Đây mà. Không. Mọi người bấm tay đi mọi người. Đồ không phải 300 này. Cắn bản là nhiều nước đái thì sao? Đồ đi anh đái. Đâu, uống cái này anh uống. Chứng Mỹ à anh? Đâu, đang về bên Vinhome Ocean Park đã. Rồi mới đi là mọi người đi ăn nhà hàng rồi. Đúng rồi. Của anh em mình rồi. Rồi. Đợt này là phải đi đái thật rồi. Anh em đi ăn nhà hàng rồi. Nói thật với mọi người, tính mình thế đấy.
mình bỏ rơi bừa đâu đài đấy. Anh ơi, bay xuống trên đài cái đã. Lương cho anh xuống đài. Happy mọi người. Còn đài thế. Biết thế lúc đi em đái cái tranh thủ đái cái rồi em lại tranh thủ uống vài ngụm nước ấy chứ. Đi vệ sinh đã mọi người nhé. Thank you Suka. Em cảm ơn chị. Mẹ trèo ra đây cũng sợ vết lên chị đùa đó. Không. Mẹ đừng đây ghê thế. Đông người lắm. Ui giời ơi đông người thế. Đông lắm. Mẹ chứ. Có anh nhận ra thì thôi chứ nhỉ. Bô thằng tổ. Ui đông lắm anh ơi. Ok. Anh ạ. Hộp. À nhé. Không bán. Vâng nó bị cái cốc sao bây giờ cẩu cả xe lên vào này. Quay. Nãy em đặt xe lên được rồi. Được. No. Thế là bây giờ xuống đi bộ à? Bộ. Này. Ra mặt nè. Rất là mịn. Không phải mụn đâu, làm như là Adi chụp cam thường ấy. Nhìn nó sẽ rất là xấu, đúng không? Đúng không? Ừ này. Kéo phanh tay đi nhá. Có một cái mụn to đùng ở bên đây một xíu thôi. Thắp máy đây, thắp máy đây. Còn... Anh cho. Cảm ơn chị Anna An. Cảm ơn Honey. Honey Lay. Ôi giời ơi. Oh my god. Em lên trên này em ngồi. Nó yêu gì đấy, nó xinh kiểu. Đúng rồi. Theo xinh theo cái kiểu mà phải nói như nào nhỉ? Xinh theo cái kiểu mà cảm ơn Phương. Mà cảm ơn Phương à? Ừ. Xin theo cái kiểu mà cảm ơn Phương ấy đấy. Mình chưa có ai để cảm ơn. Phương ơi. Anh nhìn rất đây này. Rất chi là mất thời gian. Cảm ơn Dương Su. Su Suka. Cảm ơn Smiley, em cảm ơn chị Ngọc. Này, anh nghe em đây này. Đúng không? Đúng không Phương có phải Anna Phương không? Ôi đúng rồi. Chị Phương ơi. Chị Phương ơi, hãy cho em cái xe máy chị ơi. Cảm ơn Suka, okay. Cảm ơn chị Ngân. Okay, cảm ơn em. Em nói thật với anh này, em rưng rưng nước đái luôn đấy. Thank you, Seola. Ok, mọi người ơi, mình được lên. Mày như nào? Điểm mọi người ơi, 5.000 điểm. Mày chơi kèo gì? 5.000 điểm mọi người ơi. Rồi, chúng ta nghe ra là mọi người. Thấy cả nhà luôn. À thấy cả đám luôn. Rồi đây ok. Người ơi, người. 5.000 điểm mọi người. Người ơi, mọi người. Ui, xoay một cái bấm tay mọi người ơi. Ui. Đây là nó thật sự là mình 11k, gần 12k view. Ui, 5.000 điểm. X2 tặng được 13 bông hoa hồng. Ai lắc, bên kia lắc. Bên mình còn mượt chán. Ui, xài của TikTok bên tìm tất cục xúc. Bấm tiền mạng vào đi. Bắt cục xúc gì mà lát thế. Ui sợ idol ơi, 1.6 follow. Mày im mồm đi. Đáng yêu ấy, sợi. Kể cái gì mà cười. Mấy mụ kia. Cũng bạc xịn. Thế đéo nào lại bục xăng. Hôm nay nhá, thật có thằng nào đi ra đường là đi bằng chân phải nha. Bấm cái quà to quá. Đi là phải đi bằng chân trái các cơ. Không phải mà do em chỉ có 15 cao su thôi. Không phải đâu mà là do anh biết vì sao buộc xăm không? Ừ. Em bị do em với Quỳnh. Đúng không? Em với Quỳnh á. Vâng, em với Quỳnh hai thằng DJ. Cảm ơn bé Su, cảm ơn Dương Suka. Đấy mọi người em đã bảo rồi. Ô tô là 7k. Bảo là mọi người hôm nay để dành quà để hôm nay mọi người tặng em sẽ quay livestream